Chào khán thính giả xem kênh, sửa quần áo lại coi. Dọn một chiếc xe, đập bỏ hết xe mới từ đầu. Dọn một chiếc xe, tận dụng lại những đồ mà người trước người ta đã sửa chữa bị sai lầm. Chào các bạn, dọn một chiếc xe rất dễ. Dọn một chiếc xe rất khó. Dọn một chiếc xe dễ là ráp đại, lù đại vô cho người ta thì dễ. Sơn xong, xi xong, mua đồ kiện ráp lên, chạy phà phà. Xong chủ xe thất vọng. Dọn một chiếc xe rất khó. Xả ra lại hết từ đầu. Canh chỉnh sườn bọng đồ lại từ đầu hết. Và đó các bạn coi nè, từng cái dấu bấm điện nè, trả lại đúng hết. Và phải sửa lại, làm sao mà giữ lại từng món đồ cũ của người ta, cho xe người ta tiết kiệm chi phí, đầm, bền, chắc, ngon nữa. Khó không các bạn? Một cái xe mà chính em làm, em tự đập đi, em tự xây lại nó dễ. Còn này em sửa chữa lại nền tảng là tận dụng đồ cũ người ta, khó chứ, đúng không? Rồi, thì bây giờ là mời các bạn vô cái bước đầu tiên. Em sẽ đi từ trên em đi xuống ha. Một là hộp boe này nè, là cũ, em giữ lại của người ta. Hai là bình xăng con này em thay mới cho ảnh. Các bạn thấy ốc nè, em trả vào đúng ốc rim thái, ốc số 10 có chỉ được hết, đúng ốc Vinh nè, ốc bách kèn nè, ốc bách kèn á các bạn. Những cái con ốc này em đang gọi là ốc số 10 có chỉ, rồi tới Nhật vô em, rồi tới Phát vô em đó. Thì những con ốc này nè nó sẽ rất là mắc tiền ha. Và các bạn khi mà các bạn dọn rim thái rồi đó thì các bạn nhớ trả về lại đúng ốc cho người ta. Cục đề này em thay mới. Cái sạc nè là cũ của người ta nè. Đó, tấp chân này nè là em thấy mới nè. Dây điện sườn là dây điện sườn cũ bữa trên xe của người ta nha. Đó, hộp đựng bình ắc quy vẫn là cũ, bình ắc quy vẫn là cũ luôn, cốc đà vẫn là cũ luôn. Đó, thì ở đầu các bạn coi nè, từng cái dấu bấm điện nè, rõ ràng chi tiết đâu đó đàng hoàng ha, chứ không có xử lý sườn bọng lại qua lo đó. Rồi bắt đầu các bạn con Phát đi dây điện dây đồ nè, bắt đầu từ trên ốc sợ khỉ, lông đòn sợ khỉ đi Phát cho em Nhật nữa Phát đó. Ráp giờ lại đúng hết, dây ga, dây đồ, dây e đi kỹ càng, và phải tận dụng lại đồ cũ của khách hàng. Đây môn sườn nè, môn sườn là cũ, người ta đang đi môn sườn super, em thấy nó vẫn còn ok, em để lại môn sườn super luôn. Tại sao quay hai quả ốc mà lại nói môn sườn? Bởi vì môn sườn rim thái nằm đó đó các bạn. IC là Phát thay lại IC mới nè. Rồi lên sinh nhan nè, là cũ của người ta nè. Dây điện sườn là dây điện sườn cũ của người ta nè. Đó. Nhưng mà nè, dây xăng, lọc xăng đồ là em thấy mới lại đàng hoàng luôn. Đó, những cái chi tiết đó là các bạn phải thay mới lại cho người ta. Để chi? Để đảm bảo đồ an toàn. Đó. Còn cái lốc này nè các bạn, là em chưa thay nha. Em sẽ thay lại cái màu lốc của em cho đúng với rim thái. Đó. Là bây giờ là bàn giao nhanh 1 phút bên trong. Bởi vì các bạn biết sao không? Các bạn thông cảm em là Sài Gòn này mùa này á, mưa không à. Không có cách nào mà chờ đợi nó nắng được, cho nên là cảm giác mà giống như là mình đang dắt người yêu mình á mà đi Đà Lạt vậy em trai. Em có à bữa em đi đâu mà đúng không má, bởi vậy anh nói mày biết rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì hôm nay là em chạy thử rim thái, chỉnh sửa lại màu sơn ngày cuối cùng, chỉnh sửa màu sơn, chỉnh sửa dàn áo, chỉnh sửa những cái chi tiết trên xe. Thì ở đây nè, các bạn sẽ thấy là bất cứ cái xe nào nha, từ cái xe sửa chữa tới cái xe dọn mới thì em sẽ đều là đi kiểm tra tới những cái ngày cuối cùng mà mình xác định là mình sẽ gửi cái xe đó về thì là em mới ngưng đó. Bây giờ đây là xong xuôi hết 100% thì em sẽ tiến hành là thuê xe các bạn, thuê xe 16 chỗ chở xe này về. Chào khán thính giả xem kênh, sửa quần áo lại coi. Rồi dọn một chiếc xe, đập bỏ hết xe mới từ đầu rất dễ.
dọn một chiếc xe, tận dụng lại những đồ mà người trước người ta đã sửa chữa bị sai lầm, vẫn làm cho món đồ đó đẹp lại, hài hòa lại. Cái đó mới khó, và nó sẽ cực công hơn rất nhiều so với lại các bạn một chiếc xe các bạn đập đi xây lại, đúng không? Các bạn bỏ nguyên một căn nhà, các bạn đập hết, các bạn xây lại dễ dàng. Trên cái căn nhà cũ đó, các bạn sửa nó, làm nó theo ý mình, cái đó khó, đúng anh em ngành thợ. Rồi, thì bây giờ là cái xe rim này ở đây, thì mời các bạn á sẽ cùng em đánh giá về chiếc xe này. Thì ở đây mình hầu như là khoảng tầm 80% là mình sẽ sửa chữa và mình sơn xi đồ lại hết theo ý mình cho chiếc xe này từ đầu, và mình không dê nó về dinh hết. Bởi vì sao? Ví dụ như chống đứng inox, chống nghiêng inox và dàn thắng inox đi, thì cái này là chắc chắn là nhiều bạn trẻ sẽ thích, hoặc là có thể là đánh giá là đẹp. Nhưng mà khía cạnh ở trên đây á, là người chủ xe này người ta lớn tuổi, thì thực sự là không phải là đam mê những món này, mà là cái nơi người ta sinh sống, người ta thừa sức biết là nó bị nước nhiễm mặn rất nhiều, cho nên là bắt buộc luôn người ta phải đi cốt chống inox và chống nghiêng inox. Thì em chưa biết là cái vấn đề này có giải quyết được trong bao nhiêu lâu, bởi vì cái xe này á là người ta chỉ mới dọn tầm khoảng là chưa tới một tháng các bạn, khoảng 2 tuần 3 tuần gì á là người ta nhận được xe, người ta rất là bực bội và người ta phải bỏ lên cho em làm lại từ đầu đó. Cho nên là những cái chi tiết đồ chơi nè, chống nè, chống nghiêng nè, và ở trước đồ đó, các bạn thấy là vẫn còn chi tiết đồ chơi lần vậy, và ba ga titan đồ đó là cầm hai cái thùng tem giờ giùm anh luôn em. Đó là lý do mà tại sao á mà người ta bỏ mình làm lại ha. Đó rồi, thì bây giờ vô đây, đầu tiên là mình sẽ giới thiệu cho các bạn á là ở đây là mình chỉ sơn vàng nho và đúng cái cặp te này với lại ba ốc lóc, đùm trước đùm sau, má đùm trước má đùm sau, và cặp phục là mình không sơn lại nha. Thì bởi vì mình sợ sổ ra quá nhiều nó phát sinh cho người ta. Ví dụ như đây là camera quay góc này đi, chủ xe đang đi là niền Excel, niền Excel rim cam Nova, đó là nó cũng tránh tình trạng xét rồi. Rồi thì bây giờ mở ra là thêm tiền xả cam, rút cam là đủ thứ đó. Thì mình chỉ là sơn cái cặp đen này. Và bởi vì sao mình sơn? Bởi vì mình có xử lý lại, mình làm đồng lại những cái lỗ bắt ốc nè, là các bạn đã thấy rồi đúng không? Rồi bên cạnh quay đó là phải quay ở sau đó. Cái phụ olin này là mình phải quay ở sau để mà các bạn thấy được là em chỉnh sửa lại là không cần móc lủng cái cặp te, mà mình đập mớp nó để mà vẫn tăng chỉnh được nè các bạn. Đó, cái phụ olin này. Rồi, cặp te này là đúng cặp te diêm thái vinh luôn, cho nên là nè, quay trên những cái dấu bấm điện nè Nhật. Đó. Thì khi mà cái cặp te này thả lỏng tay ra em, đó các bạn thấy dấu bấm điện không, nó dày đặc như vậy nè thì mới đúng là đồ zin đó. Thì em sửa cặp te lại để mà bảo toàn số điểm cho người ta về một cái chất mộc, chất zin trên chiếc xe. Rồi sau đó là mình làm đồng đó. Ở đây chủ xe đang sử dụng là phục Olin Monkey bát tân sơn đi nóc, mình dê lại những ốc này là đúng ốc thái, bởi vì trên xe này á ốc thái không còn được nhiều ha. Còn ở đây là vỏ của chủ xe nè, niền của chủ xe nè, căm chủ xe nè, bánh chủ xe nè, mình không đụng tới bất cứ gì hết. Đó. Cái gấp này là mình có sơn lại nha các bạn, mình sơn lại gấp cho chủ xe. Và tem á là các bạn đang thấy ở đây á, là em dán cho chủ xe một bộ tem mới, và sau đó là em đè keo, em dán keo toàn bộ xe rim luôn. Vấn đề mà xe rim mà dán keo á nguyên xe thì các bạn thấy nó cũng rất là khó đúng không? Cái xe rim cái góc cạnh của nó quá nhiều, nó chặt góc quá nhiều và nó không phải là liền. Nếu các bạn dán một chiếc xe ga nó sẽ đẹp, nhưng mà khi mà một chiếc xe rim các bạn dán á, nhật qua đây một chút, Nhật pin ngồi yên con, thì nó sẽ lựa chọn là những cái bề mặt đó, giống như những cái này là chặt không à đó, cho nên rất khó dán. Cùng về phần ở đây thì cần số là cần số cũ của khách hàng. Chỉ có em tư vấn thêm á là dán máy 2 tầng. Cái máy 2 tầng này thật sự rất quan trọng nha các bạn. Ở đây là nếu mà dọn xe rim zin thì em sẽ là gắn ghét máy zin. Còn ở đây á
là xe này cũng không có còn là một cái xe, chiếc xe rim Thái Vinh nữa, mà là một cái xe kiển rồi. Cho nên là em sử dụng là ghét máy quay Thái 110, 2 tầng, có cao su giảm chấn, chấm rung. Bởi vì trên xe của ảnh á, là ảnh đang đi cái ghét máy bằng inox. Thì các bạn biết rồi, ghét máy bằng inox đó thực sự là nhiều khi là cái kiểu á, thì có thể giới trẻ người ta thích, nhưng mà cái hiệu quả sử dụng của nó như thế nào nữa các bạn. Giống như là anh em dọn kiển rồi thì nó khác. Cho nên là cái xe này chạy bị tê tay tê chân, mà mình lên cái chân 2 tầng nó đỡ đi rất là nhiều. Toàn bộ ốc bắt bẩn luôn nè các bạn, coi là em ve giờ lại ốc số 10 rảnh hết. Là ốc gì? Mã ốc Nhật đó các bạn. Bẩn là em muốn sửa lại luôn. Rồi bây giờ nè, camera quay full phần bánh đi. Phần bánh này là chịu người mê các bạn. Pin ngồi sao mà trực diện, em Nhật cũng ngồi trực diện được. Pin xích qua đây một chút nè, em Nhật đó là hai thằng cùng trực diện đó. Pin xích qua chút xíu nữa. Rồi ánh sáng đồ sao đó, lúc nào cũng vậy, lấy góc cho nó đẹp chút ha. Rồi thì bây giờ là dàn bạc này nè, là không sơn gì hết, là không sơn phuộc, không sơn má đùm, không sơn đầm này luôn. Bởi vì thực sự ở đây là không phải là một cái xe dọn ha, mà là thấy cái xe nó khó chịu, mình cũng khó chịu lắm. Thì anh chủ xe thì ảnh cũng hiểu vấn đề, mà cho nên là khi mà em nói thôi để em làm lại hết từ đầu đi theo ý em, ảnh ok liền các bạn đó. Cầm Nova niệm Excel rim, niệm Excel rim này nó mắc hơn niệm Excel Asia nha các bạn nha. Thì dàn đồ chơi này là chủ xe đã gắn sẵn tại nơi khác đó, chứ không phải là em lên em là chuyên về xe Vinh, em không rành gì lắm. Rồi ở trước thì về phần đầu đèn nè, thì các bạn sẽ thấy là 1, 2, 3 món này em giữ lại hết cho anh ta. Em thay lại hai cái đế nhựa thôi của anh bị chày đó. Còn cái bộ đồng hồ trên và bộ đồng hồ dưới á, là mình tiến hành là mình rà lại đó. Bắt đầu camera chặt cái góc đi đó. Rồi rồi mời camera trả về vị trí cũ nè, cái xe nó đẹp hay không, xuất sắc hay không là ngay góc này nè. Rồi đó, thì các bạn sẽ thấy là cầm công tắc trái, cầm công tắc phải, rà lại chỉnh chu. Hồi nãy có lấy cái đèn nhỏ không Bin? Đó, rồi em quay lên đồng hồ đi. Trên cái màn hình đồng hồ đó là được chạy rô đai rồi nha các bạn. Một cái xe khi mà em làm là em chạy rô đai liên tục Integer đó. Rồi thì ra là đơn chi, các bạn thấy là giờ cái khía cạnh hai góc cùm này nè xử lý đại rất là đẹp, hoàn hảo ha. Đó, và ổ khóa cũng vậy đó, các bạn thấy không, sửa mặt ổ khóa lại đàng hoàng rồi, cái mặt tiếp xúc với bẩn cũng vậy nè đó. Làm đồng là một phần thôi, còn quan trọng là người thợ ráp người ta phải biết xử lý độ hở của yếm bẩn sao mà cho đẹp nhất. Còn khi mà em quay cái bô qua mặt bên đây nữa rụng trứng nữa. Của bô titan, xe này là đúng nghĩa là chắc chơi luôn các bạn, chủ xe thiết kế từ trước các bạn. Những cái này là mình chỉ chỉnh sửa đồ lại cho nó hài hòa đồ hơn, nó đẹp đồ hơn thôi. Bô nè, cổ bô nè, baga titan đồ là mình nói với các bạn, mà anh em mà 2x đồ 200 mấy rồi nhìn là rụng, thích lắm, đẹp mà đúng không? Ừ. Thì bây giờ chỉnh sửa lại hết toàn bộ chi tiết, và quan trọng nhất là cái gì? Khóa xe ai giữ cho mình mượn được không? Quan trọng nhất là về phần máy. Đó, thì em sẽ test phần máy xe này. Chà, đồ nghề gì móc gì ra, bao cao su, bao con số tùm lum hết ta. Hơi nhiều quá. Rồi test âm thanh rồi nữa chứ. Hộp đồ nghề đồ là em cũng mua em trả về lại nha. Em thấy nhiều anh em quái lắm. Đây là âm thanh của Google. Nhiều anh em bỏ ra mấy chục triệu nè, dọn cái xe cho người ta được. Cái phù này hiện tại chắc mười mấy triệu các bạn, 15, 16 triệu. Hồi xưa là mua 16 triệu 4 á, còn giờ nhiêu không biết. Dám bỏ ra là 16 triệu mấy thay cây phuộc cho khách, dám bỏ ra mấy triệu bạc mua cái niềng nhôm,
bộ cam Nova gần 1 triệu mà lại không dám thay cái này mấy chục ngàn không? Hợp đồng à, em mua lại hợp đồng khác em thay á, này mấy chục ngàn rồi các bạn đó. Rồi nè, thùng xăng luôn nè các bạn, thấy xử lý là kỹ càng lại cho anh ta hết dán cả thùng xăng luôn nha các bạn nha. Đó, vậy là gọn gàng sạch sẽ lại từ trong ra ngoài. Cái kẽn tay nắm này em cũng về lại kẽn tay nắm Kim Thái luôn. Bữa là kẽn tay nắm super nó không có đúng đời. Rồi em cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vậy là mình kết thúc chương trình là chỉnh sửa lại chi tiết cho xe rim Thái đến từ miền Tây, hoàn thiện 100% phuộc niền câm giữ lại, chỉnh sửa dàn màu, làm đồng xương, làm lại máy, ra đầu đèn. Đó, hoàn thiện hết cho chủ xe. Những cái nào không vừa ý theo ý em sẽ thực hiện phục hồi lại. Cảm ơn các bạn rất nhiều.